Quá trình tăng tốc cho mạng mở đang bắt đầu. Rất nhiều thắc mắc, Mainnet chậm trễ và KIC chưa hoàn thành, nhưng tất cả đều nằm trong tính toán của nhóm cốt lõi dự án P-Network. Bởi vì hơn ai hết thì chính tiến sĩ Sifan là người đã dành ra nhiều năm trong ngành tâm lý học để hiểu rõ tâm lý đám đông trong thị trường mã hóa và bản chất tâm lý của mỗi pioneer sẽ như thế nào. Và giải thích cho lý do cố hữu là bởi vì nếu Mainnet xảy ra ngay bây giờ thì đa số trong chúng ta chỉ đang có ý định bán đi số lượng lớn Pi để trang trải cho cuộc sống đang nợ nần. Và một số quan điểm cho rằng tranh thủ kiếm ít Pi từ tiền fiat để chi tiêu, nhỡ Pi sẽ tụt giá sau vài ngày niêm yết thì sao? Và cái suy nghĩ cố hữu đó là của những trader chuyên nghiệp trong ngành tiền mã hóa bấy lâu nay bởi những kinh nghiệm mà họ cho rằng là đúng. Và chưa cần đến Mainnet mở thì chúng ta đã nhìn thấy sự tồn tại của chợ đen. Điều đó thể hiện rõ bản chất muốn kiếm tiền vội vàng từ một số bộ phận pioneer là như thế nào. Với bản chất tâm lý này thì tiến sĩ Sifan, tiến sĩ Newblas và nhóm cốt lõi đã biết trước điều đó có thể xảy ra khi mạng kiến không chỉ bảo vệ sự tồn vẹn của mạng mà còn chuẩn bị cho những bước cần thiết trong quá trình Open Mainnet. Và việc sở hữu Pi bây giờ như thứ rượu đã được ngâm lâu năm. Rượu mà ngâm càng lâu thì càng ngon và có giá trị, và Pi cũng vậy. Và ngoài ra, hệ sinh thái chưa đủ lớn mạnh và sự đồng thuận chưa thống nhất về giá trị đã khiến cho nhiều người và nhiều doanh nghiệp chưa sẵn sàng để có một cột mốc giá trị Pi trong giao dịch. Bởi vì đây mới là giai đoạn định hình giá đầu tiên trước khi giá Pi được thử thách nhiều lần khi lên mạng chính. Với biên độ giá từ 0,1 đô la cho một Pi đến những giao dịch đến 314.000 đô cho một Pi. Vì vậy mà chúng ta cần thời gian để xác định xem giá Pi thực chất là bao nhiêu, bởi vì đây là một biên độ giá quá lớn và đa dạng. Bởi vì vậy mà có quá nhiều giá được đồng thuận đưa ra, và điều này thể hiện đúng với một bản chất của thị trường tự do và là tư tưởng mà Pi Network luôn muốn hướng đến. Đó là đem lại sự tự do về tiền tệ ngay cả trong mỗi giao dịch, miễn là bạn cảm thấy hài lòng với giao dịch đó và với số Pi và hàng hóa mà mình bỏ ra trong giai đoạn mainnet kiến này. Và sự trưởng thành của mạng Pi đang bắt đầu là khi mạng mở đang thai nghén và Pi được khai thác cùng với niềm tin của hơn 45 triệu pioneer trên toàn thế giới. Chúng ta đang chờ thêm những thông tin mới về các hoạt động chính thức của các hệ sinh thái testnet. Chúng ta không cần phải lo lắng và vội vàng bởi sự phát triển của công nghệ không chờ đợi một ai. Cuộc cách mạng internet đã phát triển thần tốc đến mức nào chúng ta đều biết. Thời đại sẽ được đẩy nhanh về phía trước khi nó gặp đúng xu hướng phát triển của mình. Và đây là thời đại của công nghệ. Và nếu bạn không nắm bắt công nghệ mới thật nhanh thì bạn sẽ bị tụt lại phía sau của xã hội này. Và Pi chính là tấm vé để vào cánh cổng công nghệ thời đại kỹ thuật số Web3. Và kể từ khi Pi Network di chuyển ví lần đầu tiên vào năm 2022, hàng loạt sự kiện trao đổi Pi lấy hàng hóa đã diễn ra trên toàn thế giới. Và đó chính là dấu hiệu cho thời đại mới đang đến và những cái cũ sẽ bị bỏ lại. Nên nhớ rằng một trong những yếu tố chủ chốt để Pi bước sang mạng chính là nằm ở các công trình tiện ích hệ sinh thái Pi. Hiện tại thì hệ sinh thái Pi đang phát triển từng ngày, nhưng nếu nói về sự trưởng thành trong ứng dụng thì chưa. Các ứng dụng hiện tại chưa thật sự lớn mạnh để chống chọi với các yếu tố bên ngoài. Và chúng ta phải hiểu điều này phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố thời gian. Các ứng dụng chỉ mới được phát triển trong vài tháng với nhóm phát triển tự phát cộng đồng, cho nên không thể yêu cầu họ sẽ theo kịp tiến độ của một dự án tầm cỡ quốc tế như Pi Network đã được phát triển trong 4 năm vừa qua ngay lập tức. Nhưng cũng phải nhận định rằng nếu như các ứng dụng không đủ mạnh và không đủ thích ứng trong thời gian sớm nhất, nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ hệ sinh thái của Pi Network. Mà hệ sinh thái lại là xương sống cốt lõi của sự phát triển lâu dài của mạng. Nên chỉ cần có các ứng dụng hoạt động không tốt, nó cũng sẽ một phần gây ra những hệ lụy không tốt cho toàn mạng. Chúng ta đang cần xây dựng một sức mạnh thống nhất bao gồm từ người dùng thông thái, từ đội ngũ Pi Core Team dẫn dắt tài giỏi và từ các ứng dụng cộng đồng đầy bản lĩnh. Tất cả những yếu tố đó mới có thể hội tụ nên sự thành công lâu dài của Pi Network. Và mục tiêu của Pi không phải là chạy lead trên các sàn giao dịch. Pi định vị để trở thành một cái gì đó to lớn hơn. Nó có thể lớn hơn tất cả những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng ra, bởi vì Pi được lên kế hoạch một cách kỹ lưỡng để gia nhập vào cuộc cách mạng lần thứ tư này, chứ không phải chỉ là một dự án kinh doanh hay một đồng coin rác. Hãy khai thác Pi khi còn có thể và cuồng nhiệt kiếm Pi khi cơ hội này vẫn còn nhiều người chưa biết đến. Đừng để những kiến thức và những hiểu biết cá nhân của mình làm hạn chế chính bản thân bạn. Đừng để những định kiến và những kinh nghiệm cũ kỹ giam hãm cơ hội của bản thân. Chính thức vào năm 2023, quá trình loại bỏ sẽ dần dần bắt đầu. Chúng ta đều biết rằng thời đại tiếp theo là thời đại của công nghệ và Internet.
Và xu hướng này cho phép các loại công nghệ cao sẽ phát triển nhanh chóng và kết quả cũng sẽ tạo ra vô số người đối mặt với tình trạng thất nghiệp và sau đó họ buộc phải chuyển đổi và thay đổi suy nghĩ của mình với những ngành mới được sinh ra. Bạn sẽ thấy rằng ngay có càng nhiều công ty bắt đầu sa thải nhân viên và bạn thấy chi phí lao động sẽ giảm trong bối cảnh hiện tại. Nhiều thứ phải phá vỡ trước khi được xây dựng một cái mới. Và với sự ra đời của kỷ nguyên Web 3, nhiều công việc sẽ được thay thế bởi máy móc và trí tuệ nhân tạo. Như điển hình nhất là sự trỗi dậy của bot chat từ OpenAI, thứ mà có thể đe dọa đến rất nhiều công ăn việc làm của nhiều người. Hay là Tesla hiện nay cũng đã phát triển thành công lái xe ô tô tự động. Hay Nhật Bản cũng đã có rất nhiều những cửa hàng, khách sạn không cần đến con người mà chỉ cần đáp mọi thứ thông qua máy móc. Và chính điều này đã tạo nên hàng loạt những vụ sa thải lớn như vào năm 2022. Trung Quốc có tổng số 460.000 doanh nghiệp tuyên bố phá sản và khoảng 3,1 triệu hộ kinh doanh thương mại cá thể sẽ kết thúc hoạt động trong năm 2023 này. Và các công ty lớn cũng đang bắt đầu sa thải nhân viên của mình, như gần đây nhất, Thế Giới Di Động sa thải hơn 13.000 nhân viên. Hay xa hơn là vào ngày 19 tháng 1 vừa qua, Microsoft cũng thông báo sa thải 10.000 nhân viên của mình. Hay vào ngày 9 tháng 2, Walt Disney cũng lên kế hoạch để sa thải 7.000 nhân viên. Và điều này sẽ còn tiếp tục khi mà thời đại của Web 3 đang bắt đầu. Và chỉ có nhận biết và nắm bắt đúng thời điểm với những thay đổi đó, chúng ta mới có thể tồn tại tốt hơn. Nếu bạn không muốn lạc hậu và bị đào thải, bạn phải bắt đầu cải thiện bản thân từ ngay bây giờ. Thế giới sẽ không ngồi yên, nó sẽ luôn tiến bộ mỗi ngày. Và tham gia Pi giúp cho bản thân chúng ta tự nâng cấp và nắm bắt được xu hướng của thời đại sắp tới. Pi Network và Blockchain chính là cơ hội tuyệt vời để cho chúng ta khám phá và tiếp thu thêm những điều mới mẻ. Bây giờ, có thể mọi thứ chỉ mới bắt đầu và bạn chưa nhìn thấy được nhiều làn sóng hay sự phổ biến của tiền mã hóa. Nhưng hãy nghĩ đến câu chuyện 5 cho đến 10 năm nữa, thế giới sẽ thay đổi như thế nào khi Blockchain và tiền mã hóa lúc đó không còn mới lạ như bây giờ. Bitcoin là thế hệ đầu tiên và nó đã trở thành vàng của kỹ thuật số. Còn Ethereum đã đạt được những tiêu chí nhất định khi tạo ra hợp đồng thông minh Smart Contract. Vậy còn Pi thì sao? Pi Network là một dự án tiền mã hóa được xây dựng trên nền tảng đa tiện ích cho người dùng điện thoại di động trên toàn thế giới này. Và điều này sẽ còn kinh khủng hơn nữa khi Pi Open Mainnet, vì hiện tại đã có rất nhiều doanh nghiệp và thương gia bắt đầu chấp nhận Pi. Các giao dịch xuyên biên giới cũng đã xuất hiện để kết nối cộng đồng Pi với hàng triệu giao dịch trên gate và sở hữu chi phí thấp, tính công khai minh bạch và tuân thủ quy định chống rửa tiền. Pi đã sử dụng rất nhiều tố chất để tiếp tục tạo nên một làn sóng mới trong cộng đồng tiền mã hóa như Bitcoin và Ethereum đã làm. Và khi mà mới bắt đầu, chúng ta sẽ thấy mỗi đồng Bitcoin mà nhiều người từng dè biểu là vô giá trị sẽ trở thành đồng tiền được sử dụng rộng rãi bởi ít nhất 45 triệu pioneer trong thời điểm hiện tại. Và con số này sẽ còn tăng hơn nữa. Và đó là niềm khao khát của hàng loạt doanh nghiệp muốn tham gia và hợp tác để tiếp cận với số lượng người dùng khổng lồ này. Và đó cũng là niềm tiếc nuối của những người đã bỏ qua cơ hội với Pi Network. Hãy nhớ rằng Pi Network vẫn luôn ở đó để mở rộng cánh cửa cho bất kỳ ai muốn tham gia. Còn quyết định tham gia hay không là ở bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.